Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn cách thức mà các bạn có thể lập cái chứng từ mà sau khi chúng ta bán hàng đi nhưng mà lại bị khách hàng trả lại. Vậy chúng ta vào cái phần bán hàng, phần trả lại. Chúng ta thêm mới một cái chứng từ. Ở đây là cái chứng từ hàng bán bị trả lại. Sau khi các bạn bán xong cho khách hàng, các bạn xuất hóa đơn thì các bạn thấy là khách hàng do một cái nguyên nhân nào đấy mà khách hàng trả lại cái số lượng hàng hóa cho chúng ta. Ở đây các bạn lưu ý là các cái hình thức thanh toán thì chúng ta có thể đối trừ công nợ trong các cái trường hợp như là khách hàng nhận hàng, nhận hóa đơn nhưng chưa thanh toán. Trong các cái trường hợp như thế thì chúng ta có thể là sử dụng một cái chức năng là chức năng chọn hóa đơn. Thế các bạn lưu ý là cái chức năng chọn hóa đơn này là chỉ thực hiện được khi mà các bạn biết rõ là chúng ta bán cho đối tượng nào và đối tượng nào trả lại hàng cho chúng ta. Trước tiên chúng ta chọn cái đối tượng mà chúng ta bán hàng, ví dụ ở đây là công ty thương mại Sông Hồng. Sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta chọn hóa đơn. Các bạn nhìn thấy là nó sẽ list ra ngay cái danh sách là cái công ty Sông Hồng này có một cái hóa đơn ngày 22 tháng 10. Các bạn nhìn thấy là trong cái hóa đơn này thì có hai loại hàng hóa chúng ta bán cho công ty này. Chúng ta có thể chọn trong các cái trường hợp như là họ trả lại một hoặc nhiều các cái loại hàng hóa khác nhau. Còn nếu mà họ trả nguyên cả một cái lô theo cả một cái hóa đơn, chúng ta chọn cái nút lệnh có hai cái mũi tên này để chọn tất cả. Còn chúng ta chọn đồng ý. Sau khi cái thông tin mà phần mềm đưa ra ở đây thì các bạn nhìn thấy là đã lấy đúng cái số lượng hàng hóa mà chúng ta bán cho khách hàng. Chúng ta chọn hóa đơn để có thể bổ sung kê khai một số cái. Các bạn lưu ý là ở đây sau khi khách hàng trả lại cái hàng hóa và xuất hóa đơn lại cho đơn vị mình thì các bạn lưu ý là cái tài khoản nợ của thuế ghi nợ vào tài khoản 333. Các bạn chọn loại hóa đơn là hóa đơn giá trị gia tăng. Chúng ta ấn Ctrl M để có thể chọn đồng loạt số hóa đơn ở đây. Ví dụ như là chúng ta đánh vào theo cái số hóa đơn ngày của hóa đơn là 22 tháng 10 chẳng hạn. Thì các bạn lưu ý là ở đây còn có một cái ngày hạch toán thuế. Trên cái ngày chứng từ thì chúng ta hạch toán vào lên ngày 23 tháng 10, nhưng cái ngày hạch toán thuế ở đây thì bình thường là chúng ta cái ngày hóa đơn là ngày 22 tháng 10 nhưng mà chúng ta hạch toán vào ngày 23 tháng 10. Các bạn có thể chương trình là nó lấy luôn cái ngày mà ngày của hóa đơn để gán sang phía bên ngày hạch toán thuế. Nhưng mà nếu chúng ta hạch toán vào cái ngày 22 thì chương trình nhất định khoản cái nợ 1 nợ 333 và có 133 là có 131 là vào ngày 22. Như vậy nếu chúng ta chỉ chọn cái báo cáo mà in trong ngày 23 tháng 10 thì có khi các bạn không nhìn thấy thuế. Cái đối tượng thuế ở đây là đương nhiên là cái công ty cái đối tượng thuế ở đây là đương nhiên là công ty theo cái ngày theo cái đối tượng ở trên hóa đơn của mình. Thì ở đây chúng ta có thể là chọn một đối tượng hoặc là đấy chính là công ty mình sử dụng cái đối tượng thuế ở trên hóa đơn. Thế là các bạn nhìn thấy là ở đây chúng ta chọn công ty thương mại Sông Hồng. Chúng ta sử dụng liên tục các cái chức năng là cục phím Ctrl N để có thể là chọn đồng loạt các cái thông tin nó giống nhau. Đấy, sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta ấn vào nút lưu để lưu chứng từ. Các bạn lưu ý là các bạn điền đầy đủ các cái thông tin như người giao, diễn giải hoặc là trong các cái trường hợp như chuyển khoản thì chúng ta nhớ là thêm cái tài khoản trả tiền và cái tài khoản ngân hàng, tài khoản trả tiền và tài khoản nhận tiền. Thường thì là chúng ta phải điền đầy đủ. Nhưng mà trong cái trường hợp chưa thanh toán hoặc là đối trừ công nợ thì các bạn sẽ thấy là chúng ta không cần phải vào các cái thông tin đấy. Đây chúng ta chọn lưu. Chúng ta đóng màn hình. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong việc nhập một cái hóa đơn hàng bán bị trả lại.